cái phần siêu liên kết các cái thẻ tạo table và các cái thẻ để tạo các cái điều khiển tương tác với người dùng trên trang web. Như vậy là đầu tiên thì thầy sẽ hướng dẫn các bạn cái cách để tạo siêu liên kết. Như vậy là hôm bữa thầy có nói với các bạn rồi, thì một trong những cái điểm nổi bật của các ứng dụng web, tức là trong một cái trang web nó xuất hiện các siêu liên kết, tức là nó liên kết được tới nhiều cái tài nguyên khác nhau, có thể liên kết tới một trang web khác, liên kết tới một hình ảnh khác, liên kết tới một cái tập tin nào đó, PDF hay là cái gì đó vân vân, thì đó là các siêu liên kết ha. Như vậy là bây giờ mình sẽ học cái cách để mà mình tạo các siêu liên kết. Thì bây giờ các bạn coi các bước thầy sẽ vừa demo vừa trình bày với các bạn như này. Bây giờ ở đây hôm bữa mình đã có cái file này ha, thì thầy chạy chương trình lên sàn. Rồi, bây giờ mình sẽ coi các siêu liên kết. Như vậy là siêu liên kết trong HTML các bạn, nó chia làm hai loại. Cái loại thứ nhất là cái liên kết ngoại, cái loại thứ hai là liên kết nội. Thì cái liên kết ngoại tức là nó liên kết ra ngoài một cái trang khác, tức là từ một cái trang của mình nó liên kết ra một cái trang khác thì nó gọi là liên kết ngoại hay liên kết ngoài đó. Còn liên kết nội tức là mình tạo ra cái siêu liên kết liên kết tới một vùng khác trong cùng một trang, thì nó gọi là cái liên kết trong hay là siêu liên kết nội. Yeah. Như vậy là ở đây mình sẽ học hai cái cách tạo ra hai cái loại siêu liên kết này như sau. Rồi. Để tạo siêu liên kết thì các bạn sẽ sử dụng một cái thẻ gọi là thẻ A. Thẻ A này là thẻ để tạo siêu liên kết. Thì thẻ A này là một cái thẻ thuộc dạng inline các bạn ha. Thì để tạo một siêu liên kết á, thì các bạn cần hai cái thông tin chính. Cái thông tin thứ nhất là cái nơi mà nó liên kết đến. Ví dụ như thầy muốn tạo một siêu liên kết mà người ta bấm vô đó nó sẽ liên kết tới cái trang của trường đi chẳng hạn, ví dụ như http 2.// www.oedu.vn, tức là thầy muốn người ta bấm vô một cái link nào đó thì nó sẽ mở cái trang web này ra của trường, tức là nó liên kết đến trang web của trường. Và cái nội dung mà thầy muốn hiển thị lên cho người dùng thấy là cái chữ tên trường OU chẳng hạn. Như vậy là các bạn sẽ có hai thành phần để tạo siêu liên kết. Thứ nhất là cái nội dung hiển thị cho người dùng thì các bạn đặt ở đây. Ví dụ như mình muốn hiển thị cho người dùng là cái chữ O. Rồi cái nơi mà các bạn liên kết đến thì các bạn chỉ định thông qua một cái thuộc tính của thẻ A. Đó là cái thuộc tính href. Thì trong đây nó có một cái thuộc tính quan trọng là thuộc tính href như thế này. Rồi, các bạn quăng cái địa chỉ, cái tài nguyên, cái nơi mà các bạn muốn liên kết đến vào đây. Như vậy là khi mà các bạn liên kết như thế này thì người ta gọi là cái liên kết ngoài, tức là liên kết ra ngoài một cái trang khác. Thì khi các bạn chạy lên, các bạn sao lại, các bạn sẽ thấy cái siêu liên kết của mình như thế này. Đây, đây là cái siêu liên kết của mình đây. Và khi các bạn bấm vào đây thì nó sẽ chuyển sang cái trang của trường theo cái địa chỉ mà mình đã chỉ định ở đây. Được chưa? Nó chuyển qua trang của trường nè. Nha. Như vậy là cái dạng liên kết như vậy, đó là cái liên kết ngoài. Và rõ ràng các bạn thấy tạo siêu liên kết rất là đơn giản ha. Như vậy là bây giờ mình có thêm một cái thuộc tính nữa của siêu liên kết các bạn. Như vậy là cái thuộc tính quan trọng nhất của siêu liên kết là cái href. Làm gì làm siêu liên kết là phải có cái này rồi mới tính gì tính. Đây là thuộc tính bắt buộc. Còn cái thông tin mà các bạn đặt giữa cái thẻ này là cái mà sẽ hiển thị ra cho người dùng người ta thấy. Còn bấm lên là nó sẽ liên kết tới đây. Được chưa? Ngoài ra mình có một cái thuộc tính quan trọng nữa ở trong cái thuộc tính trong cái thẻ A các bạn. Ví dụ như thầy muốn là cái siêu liên kết á, mặc định các bạn thấy là khi mà thầy bấm lên đây nè, nó mở ra cái trang mới, nhưng mà nó đè lên cái trang hiện tại của thầy. Nó đè lên trang hiện tại của thầy. Bây giờ thầy muốn là khi bấm lên đây á, nó sẽ mở cái link này ra nè, một cái tab mới, nhưng nó không được đè lên cái trang này. Cái trang này nó vẫn nằm ở đây. Thì lúc đó các bạn có một cái thuộc tính ở bên trong cái thẻ A, đó là cái thuộc tính target. Thì các bạn nhớ giùm thầy target. Đây, thuộc tính target. Như vậy là cái thuộc tính target này nó quy định cái gì các bạn? Nó quy định là cái cách thức để nó mở cái liên kết của mình ra. Thì nó có các cái giá trị param set tùm lum ở trên, nhưng mà các bạn chỉ cần nhớ giùm thầy hai giá trị này thôi. Cái giá trị mặc định á, khi mà các bạn không nói gì hết thì giá trị mặc định nó là cái này các bạn. Tức là cái giá trị là save. Save tức là nó mở, nó đè lên chính cái trang mà nó chứa siêu liên kết này. Thì nãy các bạn thấy thầy click lên cái link là nó mở ngay cái tab này luôn. Nó đè lên cái trang của mình luôn. Còn bây giờ các bạn muốn bấm lên cái link này nó mở ra một cái tab mới hay là một cái cửa sổ mới thì các bạn có một cái giá trị là blank.
Đó, các bạn có ship gạch lăn nha các bạn, như thế này, nhớ giá trị này. Thì khi mà các bạn click lên này, đó thì các bạn thấy nó mở ra một cái tab mới, còn cái trang của mình nó vẫn còn ở đây. Thấy chưa? Tức là nó ra một cái tab mới giống như thế này, là cái trang web của trường. À, như vậy là tạo siêu liên kết thì các bạn nắm giùm thầy là nó có hai cái thuộc tính quan trọng. Thuộc tính thứ nhất là href, là hack reference, chỉ cái nơi mà nó liên kết đến. Còn cái target là chỉ định cái cách thức để nó mở. Các bạn chỉ cần nhớ giùm thầy hai giá trị là self và plunge thôi. Self là giá trị mặc định, cái self á, tức là nó tự mở trên cái trang của nó. Còn plunge là nó mở ra trên một cửa sổ mới. Được chưa? Như để bày ra đây là cái siêu liên kết ngoại. Như vậy là siêu liên kết ngoại là khi mà các bạn đặt một cái địa chỉ URL tuyệt đối vào đây thì nó sẽ là siêu liên kết ngoại. Rồi, thì bây giờ mình thử tạo ra một cái siêu liên kết nội nha. Tức là nó liên kết trong phạm vi của trang thôi các bạn. À, tức là bây giờ trong phạm vi của cái trang này, nó liên kết vòng vòng ở đây thôi. Được chưa? Bây giờ giả sử các bạn nhìn thấy cái trang của mình nè. Đó, nó khá là dài đúng không? Thì các bạn thường thấy một số trang web nó hay có một cái link là các bạn kéo xuống một chút, các bạn hay thấy một cái dưới góc dưới phải này nè. Nó có một cái nút nó gọi là Go to top đó các bạn. Go to top là bấm lên đây là nó trượt về đầu trang á, để giúp cho mình tiện dụng hơn. Đúng không? Thì bây giờ thầy làm một cái siêu liên kết dạng na ná như vậy. Bây giờ tuốt ở dưới này thầy sẽ tạo ra một siêu liên kết nha. Và khi bấm vào siêu liên kết này nó sẽ nhảy lên đầu trang cho mình. Được chưa? Thì cái dạng đó là dạng siêu liên kết nội. À, như vậy là để tạo siêu liên kết nội các bạn làm như sau. Rồi, như vậy là các bạn nhớ giùm thầy nha. Khi mà liên kết ngoại thì href này nó là cái địa chỉ như thế này. Còn các bạn tạo siêu liên kết nội các bạn cũng dùng thẻ A. À, cũng dùng thẻ A như thế này. Ví dụ như thầy nói là go to top là lên đầu trang ha. Rồi các bạn chú ý giùm thầy cái thuộc tính href. Cái thuộc tính href, giá trị của thuộc tính href là nó quy định cái nội hay là ngoại đó. Để tạo siêu liên kết nội thì cái href này các bạn bắt đầu bằng dấu thăng. Được chưa? Nhớ bắt đầu bằng dấu thăng là nội rồi đó. Như vậy là các bạn sẽ có cái demo, thăng demo như thế này. Được chưa? Như vậy là khi mà thăng demo thì cái demo này giá trị là cái gì? Demo này các bạn thích đặt gì cũng được, nhưng mà nó sẽ là giá trị của một cái thẻ thành phần HTML nào đó. Nó giá trị của thuộc tính name hoặc là thuộc tính ID của thành phần HTML mà các bạn sẽ liên kết đến. Ví dụ từ đây thầy muốn bấm cái, thầy muốn liên kết lên đây thì thầy chỉ việc làm như sau. À, thầy đặt cái thằng này là ID là demo hoặc là name là demo. Như vậy là cái giá trị này nè các bạn, chính là cái giá trị mà ở dưới bấm cái link là nó sẽ nhảy lên mở lên chỗ này. À, nó gọi là liên kết nội. Được chưa? Như vậy là nhắc lại ha, như vậy cái giá trị khi tạo liên kết nội là các bạn phải bắt đầu bằng dấu thăng. Và cái phần phía sau này là giá trị của thuộc tính ID hoặc thuộc tính name của thành phần HTML mà nó sẽ liên kết đến. Được chưa? Như vậy là các bạn chạy thử các bạn sẽ thấy mình sao lại ha. Thì các bạn kéo ở đây là cái phần đầu trang của mình đây. Đây là cái chỗ hồi nãy mình đặt ID nè. Thì bây giờ mình xuống tuốt ở dưới này. Đây là cái liên kết nè. Thì các bạn bấm lên cái, các bạn sẽ thấy nó nhảy về đầu trang. Đây, nó nhảy lên đầu trang là liên kết ngay đây nè. Thấy chưa? Và các bạn mới để ý trên cái URL của mình nó thường có cái dấu này. À, nó thường có cái dấu này. Thì sau này các bạn duyệt web á, các bạn để ý, các bạn bắt đầu để ý trên URL á, các bạn thấy mà nó có cái dấu này á, tức là nó sẽ vô cái trang web này của mình. Nó vô trang web này của mình. Sau đó nó dựa trên cái dấu này nè, nó sẽ liên kết tới cái vùng mà nó có khai báo ID là cái này. Được chưa? Đó, sau này các bạn để ý trên URL thì học cái này rồi mình để ý từ từ trong quá trình mình duyệt web thì các bạn sẽ chú ý rất nhiều thứ quen thuộc nha. Rồi như vậy là để tạo siêu liên kết nội thì các bạn nhớ giúp thầy nha, mình bắt đầu bằng dấu thăng, còn đây là giá trị của cái thuộc tính ID thành phần HTML mà mình liên kết đến. Được chưa? Rồi thì đó là hai cái loại liên kết mà các bạn cần nắm giùm thầy. À, ngoài ra mình sẽ có một cái loại siêu liên kết là gửi mail các bạn. Thì các bạn để ý khi mà các bạn vào một số cái trang web á, cái phần chân của nó có một cái phần địa chỉ email. Nó cũng là siêu liên kết, nhưng mà khi mà bạn bấm nó lên nó sẽ mở ra một cái hộp thoại. Cái hộp thoại mở ra một cái ứng dụng gửi mail trên chính cái máy của mình. Thì cái dạng đó người ta gọi là siêu liên kết gửi mail. Rồi ví dụ như thầy tạo ra một cái siêu liên kết liên hệ với thầy đi. À, thầy sẽ yêu cầu các bạn tự mở ra ứng dụng mail của mình gửi. Thì các bạn có thể làm như thế này. Các bạn tạo ra một cái siêu liên kết A. Cũng là A các bạn. Đúng không? Ví dụ như thầy kêu các bạn là liên hệ với tôi qua email @ouedu.vn. Rồi đây là cái nội dung thầy hiển thị ra cho người ta. Được chưa?
và thầy muốn là khi người ta click trên cái link này nè, nó sẽ mở cái ứng dụng gửi mail trên chính cái máy của người đó. À, như vậy là ví dụ ở đây thì các bạn cũng là thuộc tính href, các bạn href nó sẽ quy định chuyện đó. Và để tạo đây là một cái siêu liên kết gửi mail thì các bạn bắt đầu dùng thầy bằng cái chữ mail to, mail to như thế này. Các bạn hai chấm, ví dụ như ghi cái email của người nhận. À đây email của thầy. Đó email của người nhận. Thì lúc đó các bạn save lại, thì lúc này mình sẽ có một cái siêu liên kết gửi mail này các bạn. Đó. Các bạn nhớ là cái thẻ A này là thẻ inline nha các bạn. Do đó là các bạn thấy nó nằm trên cùng dòng. Bây giờ các bạn thử bấm vào đây. Bấm vào siêu liên kết này. Bấm vào. Thì lúc này nó sẽ mở ra một cái ứng dụng gửi mail ở trên máy của mình. Máy mình dùng Outlook thì nó mở Outlook. Máy thầy đang dùng Inbox thì nó mở Inbox. Tức là cái ứng dụng gửi mail để các bạn bắt đầu soạn mail gửi trên cho cái người đó nha. Và các bạn thấy là nó điền cái tên email của cái người đó vô nè. Số dương số 1 ở đây. Điền cái email ở đây. À cái này là nãy của nó thôi. Đó, nó sẽ mở cái ứng dụng nó để cái tên. Tức là các bạn phải có cái ứng dụng gửi mail trên máy của mình. Máy nào mà không có ứng dụng gửi mail là cái này nó sẽ không có hiệu quả, nó không có tác dụng. Nhưng mà thường thì máy nào cũng sẽ có ít nhất là Outlook hoặc là một cái gì đó để các bạn gửi mail. Thì khi các bạn bấm lên, các bạn soạn và bạn gửi đi thôi. Thì đó là cách thức để mình mở cái ứng dụng gửi mail ở trên máy của một cái người nào đó. Ngoài ra các bạn cũng có thể cho nó tự động nó điền cái nội dung này vô với là cái content ở đây luôn. Thì các bạn có thể làm như thế này. Thật này đi. Đây các bạn có thể làm như thế này. À, các bạn chấm hỏi một cái ha. À, các bạn truyền cái giá trị subtract vô. Nhớ là chấm hỏi nha các bạn. Sau này các bạn học tới web backend á thì các bạn sẽ biết cái này chính là một cái tham số, người ta gọi là cái query bar. Hay sau này các bạn học tới backend của web thì sẽ xử lý những cái tham số này. Và các bạn nhớ là nó nằm sau cái dấu chấm hỏi nha các bạn. Thì cái phần sau này nó không ảnh hưởng tới UL, nó chỉ là tham số gửi lên thôi. Cái phần UL chính là nó nằm ở trên đây. Được chưa? Thì các bạn dùng cái subtract nè, ví dụ như nói là liên hệ ha. Rồi các bạn có and thêm một cái tham số nữa là các bạn để body. À, ví dụ như là gì đó, ví dụ welcome to gì đó, ABC gì đó, vân vân. Đó, thì lúc này cái siêu liên kết của các bạn khi các bạn bấm lên á, nó như thế này. Nó cũng là mail to ha, là địa chỉ email nè. Bây giờ mình bấm lên thì nó cũng sẽ mở cái email cho người này, nhưng mà subject nó tự điền vô nè các bạn. Mà cái body nó tự điền vô, các bạn soạn xong các bạn bấm gửi cái là xong. Được chưa? Như vậy là cái dạng này người ta gọi là dạng siêu liên kết gửi mail ha. Rồi cái thứ ba mà thầy muốn nói với các bạn nữa là mình tạo ra một cái dạng siêu liên kết, nhưng mà cái phần nội dung á, hiển thị ra cho người ta không phải là một cái văn bản mà là một cái hình. Tức là người ta click trên một cái hình nó sẽ mở ra một cái gì đó. Được chưa? Ví dụ như vậy là trước tiên thầy nói tới cái thẻ, tạo cái thẻ mà để các bạn chèn hình trước. Thì hôm bữa thầy có nói rồi, thì bây giờ thầy nói chính thức cho các bạn cái thẻ đó và một vài cái thuộc tính quan trọng trước khi thầy nói gắn cái hình vô siêu liên kết này. Thì các bạn làm như thế này. Như vậy là các bạn mới nhớ giùm thầy, hôm bữa là thầy kêu các bạn là để dùng cái thẻ hình á, thì các bạn dùng cái thẻ image. Và cái thẻ image này các bạn nhớ giùm thầy là một cái thẻ inline. Thẻ inline, được chưa? Như vậy là, và nó không có thẻ đóng riêng, là các bạn biết vậy các bạn tự đóng luôn, đóng liền ngay trong thẻ. Và trong đây nó có hai thuộc tính quan trọng, nó có nhiều thuộc tính khác nhưng mà luôn luôn phải nhớ hai thuộc tính này. Cái thuộc tính thứ nhất là src. Src này là các bạn chỉ định tới cái vị trí chứa cái ảnh của các bạn. Được chưa? Như vậy là cái vị trí cái ảnh này nè các bạn có thể chỉ là cái ảnh ở trong máy của mình. Ví dụ trong máy của thầy là thầy có cái ảnh nó đang nằm trên thư mục này. Thì thầy dùng cái gì đây? Image. Đây, image. Được chưa? Rồi, thầy xoẹt cái plus. Đó, thì cái này bữa thầy có chỉ các bạn, hướng dẫn các bạn rồi. Thì đây là các bạn hiển thị ra một cái hình ảnh. Thuộc tính thứ nhất rất là quan trọng là SRC, là cái source, cái nguồn mà nó chứa cái ảnh để hiển thị. Được chưa? Như vậy là hôm bữa mình sao lại thì mình đã có được một cái ảnh hiển thị ở đây rồi. Đây, cái ảnh ở đây. Đây các bạn, đây là cái ảnh của mình đây. Được chưa? Rồi, ngoài ra các bạn sẽ có các cái thuộc tính như sau nè. Như vậy là thuộc tính này thì hiển nhiên ai cũng biết rồi. Được chưa? Ngoài ra các bạn có cái thuộc tính này, các bạn cũng phải biết đó là thuộc tính ALT. Đó là viết tắt của cái chữ này. Viết tắt của chữ Alternative.
Mình tạm dịch cái này ra là cái sự thay thế. Thay thế cái gì đó? Như vậy nó thay thế cái gì các bạn? Ví dụ như thầy ghi ở đây là cái chữ là my web. Khi mà các bạn save lại thì các bạn thấy nó cũng chả có hiển thị gì ở đâu trong hình chân á. Như vậy là nó sẽ sử dụng khi nào? Nó sử dụng khi mà cái trang web này của các bạn nè, cái hình ảnh của các bạn nè, chỉ định nó không có cái tài nguyên giống như vậy. Thầy lấy ví dụ như trong cái thư mục ảnh của thầy nó là tài nguyên flat thôi. Bây giờ giả sử thầy lỡ thì gõ nhầm flat 1 đi chẳng hạn, thì lúc này đâu có cái ảnh này đâu hiển thị, đúng không? Thì lúc đó nó sẽ hiển thị lên cái ảnh này bằng cái văn bản này để nó thay thế. Cái ý nghĩa của chữ thay thế là như vậy. Như vậy là mình lưu lại thì các bạn sẽ thấy như thế này. Đây, các bạn thấy lúc này nó hiển thị cái chữ my web mà, thấy không? Do cái chữ thay thế ở đây là như vậy các bạn. Tức là khi cái tài nguyên này nó không tồn tại thì nó sẽ lấy cái văn bản này nó hiện thế cho cả. Được chưa? Như vậy là các bạn nhớ thầy là trong đây có hai cái thuộc tính SRC và ALT, alternative, để thay thế cho cái nguồn khi nó không tồn tại nha. Ngoài ra đó các bạn, thì đây là cái chuyện mà các bạn chỉ định cái ảnh ở trong cái project của mình. Ngoài ra các bạn có một cái ảnh public nào đó các bạn cũng có thể chỉ định vô đây. Thầy lấy ví dụ nha, thầy lấy một cái ảnh nào đó bên trang của thầy đi. Đây, thầy lấy một cái ảnh nào đó trong đây. Thì các bạn kéo xuống đây ha. Ví dụ như thầy lấy cái ảnh này đi. Cái ảnh này thầy hiện ra nha. Bây giờ các bạn chuột phải lên các bạn coi thuộc tính ảnh là gì nè. Đây là thầy hướng dẫn các bạn sử dụng cái tool DevTool luôn đó. Các bạn tập dùng cho nó quen. Đây, các bạn cầm bấm vô đây nè. Các bạn quét lên đây. Các bạn sẽ thấy cái đường link ảnh của thầy nó đang hiển thị nè. Thấy chưa? Các bạn bấm vô đây thì các bạn sẽ có một cái link của ảnh của thầy trên máy của thầy, trên cái server thầy đã để. Thì các bạn copy nguyên cái đường dẫn này vô thì các bạn thấy nó cũng rõ tới một tài nguyên ảnh nữa chả gì khác. Thì lúc đó các bạn cũng tạo siêu liên kết như sau, thì nó liên kết luôn tới cái ảnh của thầy. Như vậy là các bạn nhớ là cái thuộc tính SRC này, ngoài cái việc chỉ ảnh trong cái cục bộ, các bạn có thể chỉ bất kỳ một cái tài nguyên nào mà người ta public trên internet, ví dụ như thế này. Đó là một cái đường dẫn rõ tới cái ảnh của thầy ở ngay cái hot này. Okay, nó có cảnh này thì public mà. Rồi sau đó các bạn cũng để ALT gì đó, lỡ sau này người ta xóa thì có một cái chữ nào đó hay thay thế ABC, các bạn xem lại. Đó thì các bạn sẽ thấy mình có một cảnh ở trên đây. Okay, đây là cảnh trên máy, trên cái website của thầy các bạn, chứ cảnh này không phải trên cục bộ máy của mình. Được chưa? Như vậy là SRC các bạn nhớ là mình có thể chỉ định trong máy của mình bằng một cái đường dẫn này là đường dẫn tương đối, hoặc dùng một cái đường tuyệt đối chỉ nó tới một tài nguyên nào đó public trên môi trường internet thì nó vẫn có thể hiển thị được. Được chưa? Rồi ngoài ra nó có một số thuộc tính phụ, ví dụ như các bạn có thể chỉnh cái width hay. Ví dụ như đây là width hay riêng của nó nha. Ví dụ như thầy muốn cái width của thằng này là 200 pixel thôi thì các bạn để này. Bằng 200 pixel. Thầy ơi thầy, thầy xét duyệt cho bạn Dũng vô với ạ. Mail của bạn Dũng bị khóa mà anh chưa đi mở được. Rồi rồi. Cho nên tao có thấy request không? Kêu bạn request lại. Rồi, tiếp tục nha. Rồi bây giờ mình chỉnh cái thuộc tính ha. Như vậy là các bạn có cái width này để các bạn save lại. Thì lúc đó các bạn sẽ thấy cái width nó nhỏ lại. Được chưa? Tương tự như vậy các bạn cũng có thể chỉnh hay các bạn. Các bạn cũng có thể chỉnh hay. Ví dụ như cái hay của thầy, thầy cho là 50 thôi, sao lại. Thì các bạn sẽ thấy nó rất nhỏ như thế này. Thực tế khi mà làm web á các bạn, người ta ít khi mà người ta chỉnh đồng thời cả width và hay lắm các bạn. Tức là người ta thường người ta chỉ chỉnh cái width thôi, cái hay người ta để auto. Bởi vì khi mà các bạn chỉnh ảnh mà làm web, các bạn chỉnh hai cái này nè, các bạn thấy nó co kiểu này nhìn rất là xấu. Đặc biệt là sau này các bạn làm những cái website về bán hàng á, cái hình ảnh xấu nhiều khi là một trong những yếu tố mà không thu hút được khách hàng. Do đó thường hình ảnh nó rất là quan trọng. Và khi mình làm web á các bạn, là người ta có chỉnh kích thước là người ta thường người ta chỉnh cái width thôi. Còn cái hay để nó auto, để nhìn cái ảnh nó còn nguyên gốc, nó đẹp. Do đó là các bạn để ý là mình chỉ dùng hai cái thuộc tính này cùng lúc trong tình huống bất khả kháng thôi. Còn thường là người ta chỉ chỉnh cái này là đủ, còn cái này cho nó auto để nó tự co giãn cái ảnh, để nó còn nguyên cái chất lượng, để nhìn cái ảnh nó còn đẹp. Thế này, làm sao lại ha, thì nhìn như vậy nó rõ ràng nó đẹp hơn cái này. Thấy chưa? Ngoài ra đó các bạn, thì cái này các bạn có thể dùng cái thuộc tính style thay thế. Tất cả trong style nó có hết. Thì sau này thầy khuyến khích là sử dụng style. Ví dụ như đây để 300 pixel đi, nó cũng có tác dụng luôn. Nhưng mà trong style thì các bạn nhớ là phải có đơn vị nha. Hồi nãy là thuộc tính riêng của cái thằng
ý mày, còn cái này là mình dùng trong Start thì sau này mình cứ dùng cái này thay thế luôn, mình không cần phải dùng cái thuộc tính kia. Và khi mà tới CSS rồi các bạn thấy hầu như là thầy dùng những thứ như thế này. Tương tự các bạn có thể chấm phẩy cái hay, cái hay ví dụ như là 200 ps nó cũng có tác dụng như vậy. Đấy, nó cũng nhỏ lại như này. Ngoài ra đó thì các bạn có thể dùng phần trăm các bạn, ví dụ như cái ảnh này các bạn muốn chiếm 50% của màn hình đó, thì 50% sao là đó thì 50% của cái vùng mà cha mà chứa nó là body. Được chưa? Thì đó là một số cái thuộc tính mà sau này các vẫn có thể dùng style thay thế nha. Rồi các bạn nắm vào cái thuộc tính đó như vậy, thì bây giờ thầy muốn nói tới cái siêu liên kết mà các bạn liên kết tới một cái ảnh. Để thầy mở cái này ra, bây giờ thầy muốn là cái này nè nó trở thành cái hình này đi, nó trở thành siêu liên kết đi. Được chưa? Lấy cái hình của mình trên đây đi cho nó dễ. Là khi người ta click trên đây nè các bạn, nó sẽ mở cái trang này của thầy ra. Đây thầy muốn là khi nó click lên đây nó sẽ mở vô cái trang, ví dụ như cái trang tài nguyên học tập đi. Đó, nó sẽ mở vô đây cho thầy. Thì thầy sẽ copy cái link của thầy đây. Được chưa? Thầy tắt đi. Rồi, sau đó các bạn coi thầy tạo liên kết trên ảnh. Thì bây giờ thầy rê chuột là cái dấu mũi tên ha. Thì bây giờ thầy để siêu liên kết thì các bạn chỉ việc bọc cái này bằng cái thẻ A thôi. Như vậy là hồi nãy đó là các bạn dùng cái nội dung ở giữa thẻ A là một cái nội dung để mà mình click trên cái nội dung đó nó ra siêu liên kết. Thì bây giờ ở giữa này là một cái thẻ image, thì lúc này cái thẻ image này cũng trở thành siêu liên kết. À và bây giờ các bạn có một cái thuộc tính là hgraph. Các bạn bỏ cái nơi mà các bạn liên kết lên là cái chỗ này. Đó, thầy đang liên kết tới cái của thầy nè. Được chưa? Và các bạn thấy cái này thầy cũng đang liên kết phạm vi bên trong của cái trang của thầy. Thì khi các bạn save lại á, khi mà các bạn save lại nè, thì các bạn thấy khi mà rê chuột lên nó thành cái dấu bàn tay liền, giống ngón tay liền, bởi vì nó thành siêu liên kết rồi. Và khi các bạn bấm vô á thì nó sẽ chuyển qua cái trang của thầy. Được chưa? À, như vậy là các bạn nhớ dùm thầy là cái siêu liên kết mình có thể làm là siêu liên kết nội dung hiển thị cho người dùng có thể là văn bản như thế này, mà cũng có thể là một cái thẻ image như thế này. Được chưa? Như vậy là mình chỉ cần đặt ở giữa nội dung là mình có thể làm được. Và trong image thì các bạn nhớ dùm thầy nó có hai thuộc tính quan trọng, đó là src và alt. Còn các thuộc tính khác thì các bạn hoàn toàn có thể thay thế bằng cái thuộc tính style hết. Trong đó nó có hết các thuộc tính, và tới CSS thì mình sẽ dùng cái đó thay thế. Còn thường những cái này thì là ít khi thay thế, giữ nguyên cái tính chất. Do đó là mỗi cái thẻ thầy chỉ nhắc các bạn thuộc tính quan trọng nhất của nó mà phải nhớ thôi. Còn mấy cái rườm rà mà thầy không nhắc thì sau này các bạn hoàn toàn có thể dùng CSS để thay thế nó được. Thấy chưa? Rồi, như vậy là cái phần đầu là mình nắm thêm được cái thẻ A và cái thẻ Image. Thì nói chung cũng rất dễ sử dụng. Nhưng mà các bạn nhớ dùng thầy một số cái thuộc tính trong cái quá trình làm để cho cái trang web của mình nó tận dụng được các thuộc tính có sẵn. Nha.